Rực lửa, thị trường hôm nay của chúng ta đóng cửa giá thấp nhất phiên thùng cả 1.300 điểm, đóng cửa 1.298. Anh chị cũng có thể thấy đối với một cái kịp hồi phục của thị trường ở thời điểm hiện tại nó mang yếu tố cực kỳ xa xỉ khi mà hôm nay thị trường chúng ta chỉ cao nhất là giá tham chiếu, tức là nó bằng với giá hôm qua thôi. Hôm nay là thị trường chúng ta không có một cái nhịp hồi phục nào cả, nó rơi từ đầu ngày đến cuối ngày. May ra có một cái nhịp đâu giữa giữa giờ, có một cái nhịp từ 1.300 nó hồi được mười mấy điểm, 12 điểm là lập tức lực bán nó ào ra nó bán. Thì anh chị lưu ý nha, trong một cái đà rơi của thị trường nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta canh, chúng ta hay bắt cổ phiếu quá, mà khi mà chúng ta có hay bắt cổ phiếu khi mà nó hồi phục lên á, mà trong một cái đà rơi hoặc là cái hệ thống giao dịch của chúng ta nó ở trong trạng thái là chưa có cân bằng trở lại mà chúng ta cứ bắt liên tục để chúng ta trung bình giá, thì khi mà cổ phiếu nó rơi ngược trở lại là anh chị sẽ bị lỗ kép. À, anh chị cứ nghĩ là khi mà cuối phiên nó hồi phục là nó sẽ hồi tiếp, à thị trường chúng ta không như vậy, nó khác toàn bộ cái giai đoạn trước mà anh chị chúng ta đầu tư. Trong một cái uptrend á, thị trường của chúng ta nó tăng xong nó chỉnh chỉnh rồi nó lại tăng, thì trong những cái nhịp mà thị trường chúng ta nó đã qua một cái mạng bên phải của cái chiều tăng giá, thì anh chị lưu ý giúp Nam là lúc nào chúng ta phải canh mà giữ tỷ trọng tài khoản cho nó phù hợp. Cái chuyện lỗ thì Nam nghĩ là ai cũng lỗ cả, không ít thì nhiều, chẳng qua là có một số ngành, một hai ngành như dòng chứng khoán hay dòng phân thì may ra nó còn giữ được cái nhịp tăng thì nó vẫn có thể lợi nhuận, nhưng Nam nghĩ là đa phần cái nhà đầu tư chúng ta ai cũng sẽ lỗ. À, người lỗ ít người lỗ nhiều ai cũng lỗ hết, bản thân Nam mà cái này cũng sẽ lỗ, chứ mình sẽ cắn lại cái phần mà lợi nhuận của mình kiếm được trong một cái thời gian vừa qua. Và cái chuyện mà chúng ta tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại nó cực kỳ rủi ro, khi thị trường ta không xuất hiện trong cái nhịp hồi nào cả thì cứ điểm tiếp theo của thị trường sẽ là một cái điểm 1.275, đó là một cái gap của thị trường và khả năng rất cao ngày mai thị trường chúng ta sẽ tiến tới cái vùng đấy, tức là nó rơi từ cái vùng đỉnh là 1.375 đi về 1.275 là 100 điểm, thì Nam kỳ vọng là nó sẽ có nhịp hồi phục thôi. Tuy nhiên cái nhịp hồi phục này cũng không phải là để cho chúng ta mua đâu, bởi vì hồi phục nó khác với cái chuyện tăng giá nha. Cái chuyện hồi phục tức là anh chị đang bị đau anh chị hồi lại, không có nghĩa là anh chị sẽ khỏe. Anh chị lưu ý giúp Nam đối với những cái nhịp mà thị trường chúng ta đang rơi cái đà rơi, hoặc là nó đang thiếu đi cái yếu tố bộ đội về làng cứu giá, cũng như là người ta có những cái động thái bắt đáy rồi, và thị trường mà chúng ta bắt trước người ta thì nó cực kỳ rủi ro. Anh chị có thể thấy trải qua trong cái ngày hôm nay ai cũng như nhau thôi, tâm trạng chả ai muốn xuống cả, nhưng mà chúng ta không chống lại được thị trường, chúng ta không chống được lại cái việc đấy, và cái áp lực tâm lý và cái thanh khoản của thị trường quá cao, nó kéo theo một cái chuỗi domino, người trước bán áp lực cho người sau, mà cứ như vậy thị trường chúng ta tiến xuống và đóng cửa giá thấp nhất phiên hôm nay thủng, chính thức thủng qua 1.300 điểm, đóng thủng 1.298 là cực xấu. Anh chị lưu ý giúp Nam như thế, thì kỳ vọng là ngày mai thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp giảm tiếp theo, chắc chắn là cái đà hôm nay, tại vì qua từng ngày thì cái lượng hàng về tài khoản người ta sẽ âm rất là nặng. Ai mà quản trị rủi ro là chúng ta tham gia ít thì chúng ta có thể được cắn là cái phần lãi của chúng ta, ví dụ chúng ta lãi 100% cho giai đoạn vừa rồi thì bây giờ nó cắn là 20% cái lượng lãi đó. Còn ai mà cố tình mà xoay tua trong cái giai đoạn một tuần trước đi, anh chị cũng có thể thấy thị trường chúng ta tăng bao nhiêu, là tăng 3 tuần từ đầu tháng 8 đúng không, tăng 3 tuần à, cuối tháng 7 đầu tháng 8 tăng 3 tuần, chỉ có 2 phiên thôi thị trường mất tất cả các thành quả trong 3 tuần vừa qua, đó là một trong những cái nó cực kỳ rủi ro với thị trường. Hôm nay Nam chắc chắn cái lượng lỗ trên tài khoản anh chị nhà đầu tư là cực lớn và ai cũng như vậy cả, và không ai mong muốn cái điều này xảy ra. Tuy nhiên thị trường nó là cung cầu, nó là cái dạng về mặt là tương lai và là một trong những cái về mặt là người ta kỳ vọng. Nên anh chị lưu ý là khi thị trường đã có những cái nhịp rơi như thế này, chúng ta cực kỳ hạn chế bắt đáy và tránh trường hợp rơi vào cái trạng thái lại kép, và cố gắng là cứ bắt vào để trung bình giá, và càng trung bình giá thì chúng ta sẽ càng lỗ nhiều hơn. Nên anh chị lưu ý ha, ở đây thị trường chúng ta có một cái nhịp giảm, nói chung là không ai vui cả, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái điều đó và chúng ta không có cách nào để đi ngược lại nó cả, và chúng ta không chống được lại cái lực bán như là lực mua của thị trường. Nên anh chị lưu ý giúp Nam thì thị trường hôm nay có một cái nhịp mà giảm rất là sâu, ngoài trừ dòng chứng khoán, dòng phân đạm, gần như tất cả các dòng đi bụi rất là nặng, đặc biệt là banh nè, thép nè, ăn không được bao nhiêu nhưng mà giảm rất là nhiều. Anh chị lưu ý giúp Nam đối với cái dạng thị trường như thế này, chúng ta cần có những cái nhìn nhận sao nó xác đáng nhất, cũng như là cố gắng bảo toàn cái tài khoản của chúng ta để chúng ta còn tiền thì chúng ta còn có thể tìm kiếm lại được, mà chúng ta cứ kẹp nè, chúng ta cứ mất nè, và mai mốt chúng ta chờ cổ phiếu nó hồi lên cực lâu. Vì thế đối với một cái nhịp giảm điểm như bây giờ, cái mà anh chị cần làm là gì và những gì anh chị cần phải lưu tâm trong những phiên giao dịch sắp tới, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay. Hôm nay anh chị có thể thấy là khối ngoại người ta bán trong khoảng 379 tỷ, không nhiều như những cái phiên mà thị trường ta ở cái vùng quanh 1.350, nhưng mà nó cũng là một động thái bán ròng liên tục trong khoảng thời gian vừa qua. Tự doanh thì hôm nay Nam làm video sớm nên là nó không có thống kê, nên là chúng ta sẽ coi sau, nên anh chị lưu ý ha. Ok, thì cũng chào mừng tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quay trở lại kênh YouTube của Nam ha. Nam Nam Invest thì tối nay Nam quay lại làm cái video cho anh chị hình dung về thị trường một chút. Trước cái áp lực của thị trường như là cái đà bán mạnh cho ngày hôm nay và gần như không có một cái yếu tố hồi phục nào,
Nam cũng rất kỳ vọng một cái nhịp hồi phục để mình thoát hàng, nhưng mình không có được cái kỳ vọng đó thì buộc là mình phải ở trong trạng thái cắt lỗ. Và cái chuyện lỗ và cắt lỗ là cái chuyện đó là rất đương nhiên như thị trường. Chúng ta chốt lại được thì chúng ta phải cắt lỗ được. Nên anh chị lưu ý một số các vấn đề như thế. Thế thì thị trường chúng ta có những cái gì thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích. Thì đầu tiên là nếu anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký cũng như là bấm một cái chuông ấy, để khi mà có video của Nam thì nó sẽ thông báo tới thiết bị cho anh chị để anh chị có thể cập nhật kịp thời. Anh chị lưu ý ha. Ok, thì chúng ta quay lại, chúng ta nhìn vào cái yếu tố kỹ thuật dòng tiền cũng như là volume giá của cổ phiếu ngày hôm nay. Anh chị thấy thị trường đóng cửa thấp nhất phiên, khối lượng thực ra không lớn như ngày hôm trước nhưng nó cũng tương đối to, 768 triệu cổ phiếu. Áp lực từng ngày nè, ngày mai là cái ngày mà đáo hạn phái sinh nó về, những nhà đầu tư đu trong giai đoạn này người ta sẽ lỗ rất nặng. Bên em lỗ mà ai chả lỗ, đương nhiên cái này mình chia sẻ rõ ràng thôi. Cái việc lỗ là cái chuyện đương nhiên, nhưng quan trọng là cái cách mình đi vốn như thế nào sao cho nó phù hợp đối với từng giai đoạn của thị trường. Còn cái chuyện mình ném đá giò đường nó không thành công mình cắt lỗ, mình phải chờ đợi một cơ hội mới, cái cơ hội nó không thiếu. Anh chị lưu ý như thế. Còn thị trường này nói ai lãi, thực ra số rất là ít, nó chỉ có một vài dòng anh chị cầm vào lãi, đa phần chúng ta mua lan man thêm nó cũng cắn vào trong cái giá vốn của chúng ta thôi. Nên anh chị lưu ý đây là tình cảnh chung và ai cũng như vậy cả. Và quan trọng là anh chị chúng ta sau những cái nhịp như thế này, chúng ta phải trân trọng những cái đà tăng của thị trường để chúng ta xử lý thì nó sẽ tốt hơn là trong những cái nhịp đẻ rơi. Anh chị lưu ý như thế ha. Còn đối với những cái nhịp mà dao động lớn như thế này của thị trường á, sau hai phiên nè, anh chị đã hai phiên xuống bằng thang máy nè, đi lên thì rất thang bộ nè, mỗi ngày lên ít 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 đúng không, 3 tuần nè, đi lên đây nè, đây là đoạn thân cá, đây là đoạn đuôi cá nè. Đi rất là ít, từ 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 đúng không, nhưng mà khi rơi hai phiên tao bay hết 3 tuần giao dịch đúng không? Thì ngày mai thị trường chúng ta sẽ có một cái cứ điểm là cái gáp ở đây nè, là cái chân mà cái thị trường chúng ta đi lên thì kỳ vọng là thị trường chúng ta đi lên nó giảm từ 1375, giảm với ngoài 275 tương đương khoảng 100 điểm thì nó sẽ có những cái nhịp hồi phục nhất định, hay còn nó sẽ có những cái cầu bắt đáy trong ngắn hạn. Và anh chị lưu ý cái nhịp cầu bắt đáy này để cho anh chị chúng ta có cơ hội để chúng ta xử lý, chứ không phải là để chúng ta ráng bắt vào theo nhà đầu tư khác. Anh chị lưu tâm hơn, bởi vì có một số nhà đầu tư người ta sẽ chấp nhận rủi ro thị trường rơi 3 phiên thì người ta sẽ lao vào người ta mua, thì đó là một trong những cái trạng thái rất là bình thường của thị trường. Nhưng mà để chúng ta cơ cấu với cái việc mà chúng ta có thể là đánh đổ được mất thì anh chị nên cân nhắc sao cho nó kỹ càng. Còn đối với cái dạng thị trường này thủng qua 1275 thì nó sẽ là một cái câu chuyện cực lớn, và kỳ vọng nó sẽ không làm như thế để thị trường ta còn có cơ hội nó mở ra, cơ hội để cho anh chị về bờ. Chứ còn nó thủng qua thì thực sự nó sẽ rất là xấu. Nhiều anh chị có chúng ta nói là mấy ông này hô rồi bán xong rồi hô thị trường xuống rồi mua lại, thực ra chúng ta đâu có hô được cái việc đấy. Cái việc và thị trường ta dao động ta không thể nào mà can thiệp vào được cả. Anh chị lưu ý như thế ha, chúng ta không chống lại được thị trường đâu. Chúng ta chỉ là người cố gắng đi phân tích và cố gắng đoán và xác suất thị trường nó dao động như thế nào để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận, quản trị rủi ro, chứ bản thân chúng ta không ảnh hưởng gì lên thị trường cả. Mỗi người chỉ là một phần tí đối với thị trường thôi. Còn bản chất thị trường đang được kiểm soát bởi Bitcoin, kiểm soát bởi những cái nhà tạo lập thị trường, mà người ta mong muốn thị trường dao động như thế nào, người ta giao dịch làm sao, chúng ta cố gắng đi đọc vị để chúng ta đi theo dấu chân của họ để chúng ta có thể tìm kiếm được lợi nhuận, chứ chúng ta không có khả năng chống lại hoặc là chúng ta có khả năng là đi ngược với thị trường. Nên anh chị lưu ý đó là một trong những cái mà anh chị cần phải quan tâm rất là kỹ đối với những cái nhịp dao động của thị trường trong cả một quá trình phía sau. Bởi vì cái quá trình uptrend của thị trường nó tăng giá như thế này, nó rơi vào một cái mạng sườn bên phải nè, mà lúc nào cái bên phải này giao dịch nó khó lắm, nó không giống như uptrend anh chị mua dùng thắng đâu. Trong cái mạng sườn bên này chúng ta đánh rất tỉnh táo. Quan điểm của Nam là từ xưa đến giờ khi mà mình nhận ra một cái mạng bên phải của thị trường thì ít khi mình dám đi cái vốn lớn, là cố gắng xoay tua thị trường khi nó không còn những cái đà tăng giá mạnh mẽ. Thí dụ ở đây nè, anh chị có thể đảo qua đảo lại một số mạng cổ phiếu, đó là nếu anh chị thích. Còn khi nó đã ở trong một trạng thái bắt đầu cân bằng ở trong cái nhịp tăng giá đủ á, là anh chị phải ngồi rình, là có thể đi ném đá giò đường, chứ chúng ta không dám tham gia một thị trường lớn, là chúng ta cố gắng xoay tua cổ phiếu cũng như thị trường trong giai đoạn này. Chính anh chị nhà đầu tư chúng ta đang cầm nắm những cái cổ phiếu này, khoảng là chúng ta nhận ra rất là rõ, bản thân Nam cũng thế thôi. Mình đợt trước lại khoảng 10 tỷ, đơn hàng mà bay là 2 tỷ cái phần lãi đó ngay, không có trật đi đâu được. Và tất cả nhà đầu tư ai cũng như thế cả, không khác gì nhau, anh chị lưu ý nha. Thì đối với những cái nhịp như thế này nè, khi thị trường nó đã có qua hai cái điểm rơi nè, qua hai điểm rơi này thì ngày mai nó sẽ tiến tiếp về một cái vùng này gọi là bộ quán tính đà rơi. Thì cái quán tính đà rơi này sẽ về lấp lại cái gap này, thì ở đây cũng là một cái hỗ trợ chân, tức là vùng cân bằng phía trước của thị trường. Anh chị lưu ý thì nó tiến với cái vùng này thì nó sẽ có xác suất sẽ có nhịp hồi. Hôm nay Nam rất kỳ vọng có nhịp hồi để anh chị bán, nhưng nó đâu hồi được thì mình phải tạm chấp nhận cái việc đó thôi. Những cái mình kỳ vọng mà nó không thành công thì mình phải bắt buộc chấp nhận cái vấn đề đó, và chúng ta đôi lúc trên thị trường chúng ta phải chấp nhận cái việc là chúng ta đang lỗ. Anh chị hình dung như thế. Nam biết là có nhiều anh chị chúng ta buồn, chúng ta nhiều lúc mình phân tích thị trường nó đi xuống, nhiều anh chị chúng ta cũng thích, nhưng mà chúng ta làm sao chống lại được. Anh chị lưu ý nhé, không để thị trường xuống mà phân tích thị trường nó tăng à. Anh chị lưu ý như thế, chúng ta phải biết quản trị rủi ro và cách giao dịch như thế nào cho nó phù hợp. Thì ở đây Nam có chia sẻ một số cái thông tin về mặt là cái điểm bán cổ phiếu và một số cái kinh nghiệm của Nam trên thị trường, thì ở trên Facebook của Nam
Thì ở dưới cái video này có cái phần mô tả, nó có cái link Facebook của Nam, thì anh chị có thể follow Facebook của Nam để Nam có thể cập nhật, để anh cho anh chị biết một số cái kinh nghiệm mà nhìn mình không có thể chia sẻ kịp thời trên YouTube, thì mình sẽ chia sẻ trên Facebook để anh chị có thể nắm bắt, cũng như là mình cho mình nếu thấy hay thì mình có thể đúc rút kinh nghiệm của mình. Còn đây là tất cả những kinh nghiệm của mình trong quá khứ, cũng như là mình đã ăn dầm nằm về với thị trường, từ uptrend, downtrend tới sideways, đè giá, tích lũy, bùng nổ, tăng giá, nói chung là đầy đủ hết rồi. Mình đã trải qua và mình rất rõ những cái vấn đề này, nên anh chị lưu ý là chúng ta có thể follow cái Facebook của Nam để mình có thể cập nhật kịp thời một số cái kinh nghiệm. Và đây nếu anh chị thấy hay thì mình có thể đúc rút kinh nghiệm ha, còn nếu nó không hay thì thôi, mình chiếu cố cho Nam nó không phải là vấn đề. Anh chị lưu tâm một số những vấn đề như thế, bởi vì đây là một trong những cái kiến thức mình chia sẻ thôi. Phía dưới video này nó sẽ có cái phần mô tả, thì anh chị cứ follow ở đây. Còn đối với những cái nhịp mà thị trường dao động như thế này, hôm nay khối lượng không lớn những cái phiên liền kề, nhưng mà hôm nay khối lượng nó lớn những cái phiên mà trước đó. Anh chị lưu ý và lực bán nó rất mạnh, và nếu mà chúng ta coi kỹ gần như không thấy ai bắt cả, tổ chức người ta không bắt, chỉ có nhỏ lẻ kê hàng và bắt thôi. Thấy nó hồi lên cái đuôi theo, và chúng ta lại cuối phiên nó lại dập ngược lại, lỗ lỗ hai lần, lỗ cái phần đang đang có, còn lỗ tiếp cái phần mới mua, chúng ta gọi là lỗ kép. Nên là đối với một cái mạng sườn bên phải của thị trường, người ta hạn chế bắt đáy. Đối với một nguyên tắc giao dịch thành công như hôm trước đang chia sẻ là nó phải cân bằng, nó phải cân bằng, nên nó làm gì, nó cân bằng này, nó tích lũy này, nó có sự bùng nổ này, để tham gia. Đối với cái dạng bắt đáy thì hạn chế, cực kỳ hạn chế, cố gắng như thế thì chúng ta sẽ hình thành lên một cái hệ thống giao dịch, cũng như là thói quen giao dịch sao cho nó phù hợp. Còn về bản chất thị trường thì giống như nãy giờ đang chia sẻ rồi, thị trường nó sẽ có một cái nhịp test là 1.275, bởi vì hôm nay đóng thủng 1.300 rồi, xác suất ngày mai thì quán tính đà rơi, hoặc là một số nhà đầu tư chúng ta bị lỗ, hoặc là đang nghĩ là sau cái ngày mai thì hiện tượng conversion mới bắt đầu xuất hiện. Cái ngày thứ tư mới là một ngày cực kỳ áp lực, bởi là phiên thứ sáu này, hàng ở đây về này, người ta bắt đáy với khối lượng lớn như thế này, chúng ta chưa biết là up hay down đâu, nên là cái áp lực từ cái lượng hàng ở đây đang lỗ đó là cực kỳ lớn. Anh chị lưu ý, còn ngày mai là áp lực của cái phiên đáo hạn phái sinh, nhà đầu tư đu trong cái phiên này có khoảng là gần 700 triệu cổ phiếu về, thì xem thử là người ta phản ứng như thế nào. Nhưng trước hết ngày mai nó sẽ chạm tới một cái vùng gọi là vùng hỗ trợ mạnh của thị trường là 1.275. Anh chị lưu ý, về đây thị trường mới có khả năng bật lên, và đối với cái dạng xử lý thì anh chị có thể là canh, mà chúng ta canh những cái dịp hồi chúng ta xử lý nó sẽ tốt hơn. Còn những cái lúc này thị trường ta rất khó nói, bởi vì đối với một cái dạng về mặt là nó thủng qua một hỗ trợ mạnh sau một cái mẫu hình lớn như thế này, cái việc mà thị trường nó đi về đâu là một cái câu hỏi cực khó mà không ai có thể giải đáp được cả. Đây là một trong những mẫu hình mà nó gần như là xác nhận. Anh chị lưu ý nó có một cái vùng 1.260 nè. Cái vùng này thì rất dễ là vùng gọi là điểm pivot nha. Còn cái mẫu hình này thì anh chị lên mạng coi thì nó không ra gần giống hết rồi. Nó đã có những cái phiên gần như là bắt đầu là xuất hiện rồi. Nên anh chị lưu ý về mặt là rủi ro thì nhìn chung thì Nam kỳ vọng nó sẽ về tới 1.275 thì nó bật lên. Còn đối với một số cái dạng cổ phiếu thì gần như hôm nay cổ phiếu nó về hỗ trợ nó không lũng cả, cho thấy là không có một cái lực đỡ nào của thị trường quanh những cái hỗ trợ mạnh hết. Thì kỳ vọng là nó sẽ rớt thêm một cái nhịp nữa thì nó sẽ có những cái nhịp chiết khấu đủ lớn. Chúng ta bây giờ buộc phải chờ vào sự chiết khấu, chúng ta không chờ vào cái hỗ trợ được, bởi vì hỗ trợ hôm nay đã rất nhiều mã với hỗ trợ mạnh rồi. HVG về hỗ trợ mạnh nó còn bán, Techcombank về hỗ trợ mạnh nó còn bán, bây giờ chỉ chờ đợi sự chiết khấu của thị trường khi chiết khấu đủ lớn để cho cái lực cầu người ta bắt đáy vào. Còn đương nhiên cái việc bắt vào thì chỉ để cho thị trường có khả năng hồi phục nhẹ nhẹ thôi, còn khả năng tăng giá thì chúng ta chưa thể cân đo đong đếm được như bây giờ. Nên anh chị lưu ý giúp Nam một số cái vấn đề về VN Index cũng như là khả năng của thị trường ở thời điểm hiện tại, anh chị lưu ý ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay và mình phân tích xem thử là vùng chiết khấu của những cái cổ phiếu nó là những cái vùng nào và khả năng hồi phục của nó là tới đâu. Bây giờ chúng ta chỉ nói về chuyện hồi phục chứ chúng ta đừng nói về các vấn đề tăng giá. Mua bán bây giờ chúng ta càng mua chúng ta càng đánh đổ với thị trường, chúng ta càng lỗ thôi. Anh chị lưu tâm vấn đề như thế, và tất cả những cái này nó là vấn đề thực tế, và anh chị và thực chiến đối với thị trường thì chúng ta mới có thể cảm nhận được một cách rõ nét nhất. Anh chị lưu tâm. Còn đối với những cái cắt lỗ thị trường nha, lỗ anh chị lưu ý nha, cái việc lỗ trên thị trường là bình thường, không phải là một cái vấn đề lớn, ai cũng sẽ lỗ. Có lãi được thì chắc chắn là có lỗ được, nhưng cái quan trọng là chúng ta đi vốn như thế nào đối với từng dạng thị trường, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Bởi vì đi vốn nó cho chúng ta biết là chúng ta thận trọng như thế nào với thị trường, và chúng ta kiểm tra cái đồng vốn của chúng ta ra làm sao, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng full margin. Và với cái tỷ lệ margin cũng như là khi mà thị trường rơi như thế này nè, anh chị phải biết là tất cả các công ty chứng khoán nó đều có một cái sản phẩm gọi là cấp tiền trước trong ngày, tức là sáng nó cấp, chiều á, sáng nó cấp thì lúc đó sức mua của thị trường nó nở rất là nhiều, sau đó chiều nó người ta buộc phải bán để trả lại trong ngày. Nhưng mà khi thị trường rơi như thế này không công ty nào dám cấp đâu. Anh chị lưu ý rất là ít công ty dám cấp, còn đa phần người ta sẽ cắt cái phần đó đi. Để làm gì ạ? Để bởi vì thí dụ như mà sáng cấp tiền những người ta mua, chiều thị trường có vấn đề người ta không bán ra được, hoặc là cổ phiếu giảm sàn thì làm sao mà người ta quản trị rủi ro. Nên trong một cái đà rơi nó có kèm rất là nhiều cái yếu tố xấu. Nó yếu tố từ lượng cầu này, chúng ta phải hiểu về nghiệp vụ công ty chứng khoán, hiểu về tỷ lệ margin, cũng như là hiểu về các yếu tố về mặt là
dòng tiền để chúng ta biết là lượng cầu nó ở đâu, lượng cung nó như thế nào, để chúng ta xử lý như thế nào cho nó phù hợp. Vì thế là người ta hay nói là lên thang bộ là xuống thang máy là như thế. À, xuống là người ta lúc nào nó ạp rất là nhiều tin tức. Mặc dù là trong một cái đà rơi của thị trường thì tin tức tốt không có ý nghĩa đâu anh chị nhà đầu tư. Và ngược lại là trong một cái đà tăng của thị trường, tin tức xấu nó không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là ý chí của Bitcoin, người ta vận hành thị trường như thế nào và dấu chân của họ thể hiện lên thị trường làm sao. Chúng ta ráng đọc vị những cái yếu tố đó để chúng ta có thể tìm kiếm lợi nhuận. Anh chị không cần phải đọc hết 100% hành vi Bitcoin đâu, anh chị chỉ cần ăn đi theo Bitcoin khoảng 70% là anh chị thành công mà. Và đôi lúc anh chị đừng cố gắng tìm những cái đỉnh của cổ phiếu để bán, đó là một trong những cái sai lầm cũng như là cái rủi ro nhất của thị trường đối với những nhà đầu tư. Chúng ta cố gắng tìm kiếm và chúng ta sợ mất lời trên thị trường, nên anh chị lưu ý nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay vào mình phân tích dòng ngân hàng, mình phân tích dòng chứng khoán đi. Mà nó vẫn tăng mà, nhiều cổ phiếu tăng trần luôn, nhưng mà đa phần những cổ phiếu khác không trụ nổi. Lưu ý SSI nay vẫn tăng. Anh chị lưu ý một số mã cổ phiếu như SSI nó tăng á, lý do á là hiện tại những cổ phiếu đang thiên về cái game, mà game của nó là game phát hành. Và với game phát hành thêm như thế này, trong những cái lúc mà thị trường nó dầu sôi lửa bỏng như thế này, những cổ phiếu này buộc phải đỡ. Lý do nó đỡ vì sao? Bởi vì nó đỡ để cổ đông người ta không bán ra, thì người ta mới nắm giữ cổ phiếu để người ta hưởng cái quyền mua. Chứ nếu mà cổ phiếu này tổ chức người ta đạp xuống, đúng không, giống như thị trường chung, thì nhà đầu tư người ta bán ra thì ai mua vào? Anh chị lưu ý như thế, thì lúc đó là cái yếu tố mặt rớt xuống, cổ đông người ta bán ra liên tục như thế thì ai cầm cái cổ phiếu đó là người ta hưởng quyền, thí dụ như thế. Vì thế những cổ phiếu này nó bắt buộc phải giữ giá và nó đỡ giá cho thị trường. May mà những con này nó còn đỡ, những cái con này nè mà giảm xuống một cái thì thị trường đi bụi ngay. Nên là dòng chứng khoán mà có yếu tố tạo đỉnh như những cái dòng khác là nó cực kỳ rủi ro, nên anh chị lưu ý hiện tại rất kỳ vọng vào dòng này nó đỡ được. Nếu mà nó không đỡ được á, hoặc là nó có yếu tố quay đầu trở lại á, thì thị trường nó sẽ cực kỳ rủi ro, anh chị lưu ý như thế. Còn đối với những cái dạng mà cổ phiếu nó đỡ như thế này là bản chất là nó để giữ cho cổ đông người ta vẫn đang cầm cổ phiếu, người ta không phải lo lắng, cũng như người ta không bán ra thì người ta hưởng cái quyền mua đó, và trong cái quyền mua đó thì mai mốt người ta mới nộp tiền vào công ty, thì công ty mới năng tăng vốn được. Chứ bây giờ mà cổ phiếu nó đạp xuống thì ai mua cái phần quyền đó, anh chị lưu ý như thế. Đó là dòng chứng khoán nha. HCM này, những cổ phiếu nó tăng vẫn tốt, thì em nghĩ là đối với những dạng cổ phiếu tăng tốt như thế này, cứ tăng lên mà tăng thì ít đó, nhưng mà cái khối lượng nó là liên tục to, thì em nghĩ anh chị cứ cố gắng là bảo trọng cái phần lợi nhuận này, em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Lưu ý cho những con này nó quay đầu khá là thị trường chúng ta bắt đầu là sẽ bán rất là sốc đấy. SHS này, nay chi quyền xong tăng trần, chi quyền xong tăng trần. VCI này, nay có một cái lực đỡ quanh cái vùng này, thực ra nó không lớn, mà vì dòng chứng khoán nay đều tăng. Những con này đừng cố gắng mà mình dùng tiền mình xoay vào nó, là mình cố gắng đảo hàng làm gì. Bản chất thị trường chung nó chỉ đang giữ lại một số dòng để theo một cái yếu tố về mặt là khách quan nào đó thôi. Cho bản chất mà xưa giờ Nam đánh giá là khi thị trường rơi thì đa phần con nào cũng sẽ rơi, rất ít cổ phiếu có thể đi ngược được, rất ít, chúng ta gọi là đại cát tìm vàng. VND, những con này bắt đầu lực tăng lên, bắt đầu yếu rồi. Xác suất nó retest về vùng giá 50 ở đây rất là cao, anh chị lưu ý nha. Xác suất là nhà đầu tư mà, bởi vì con này nó xong việc của nó rồi. Rất nhiều lần cổ phiếu nó giao dịch với khối lượng lớn mà giá không tăng được, để qua từng ngày áp lực ở cực lớn, không biết nó đỡ được bao giờ đâu. BSI hôm nay con này vẫn tăng tiếp, thì đối với những cái vùng mà bứt lên như thế này thì kỳ vọng đối với những cái nhịp mà chia ra chốt lại thì nó sẽ tốt hơn. Hãy nhớ rằng bán trong đà tăng vẫn tốt hơn là bán trong đà rơi, lưu ý nhé. Đó là một trong những cái mà hôm trước Nam đã chia sẻ một lần, là tranh thủ những cái đà tăng, tránh trường hợp phải bán tháo là bán xuống, lúc đó người ta ào ra bán mình ào ra bán đó là dở. Thay vì người ta đang ào vào mua thì mình có lãi thì mình phải chia ra mình chốt dần, chứ mai mốt mình nhớ là cái viễn cảnh của VN nó sẽ không hay. BVS này, những con này vẫn tăng tốt, dòng tiền vẫn ok, nên là các vấn đề về mặt cổ phiếu vượt đỉnh và tiến lên 36-38 là rất là phù hợp với target cổ phiếu. CTS này, hôm trước Nam chỉ kỳ vọng vượt 26 tiếng và 28 thôi, mà hôm nay tăng trần lên 30 trăm mấy là vượt kỳ vọng. Đối với những cổ phiếu vượt kỳ vọng thì anh chị nên hâu lại một phần cổ phiếu thôi, còn đa phần Nam nghĩ là vẫn nên chốt, tốt hơn là cái việc cổ phiếu nó sẽ tạo đỉnh và quay đầu, anh chị lưu tâm nha. SBS này, con này có một cái vùng kháng cự lớn là mức giá khoảng 16.x, thì kỳ vọng nó vượt hẳn qua giá 17 để nó tiến về vùng 18-20. Đó là dòng chứng khoán, đây là những con này đánh nhanh thắng nhanh thì nó sẽ ok. ABG này, những cổ phiếu này vẫn tăng trần rất là kinh khủng, đúng không? MBS này, những con này bắt đầu đà tăng, bắt đầu chậm lại đó, hôm nay tăng những 1,7% so với những mã cổ phiếu khác. Thông thường thì những mã cổ phiếu Nam đánh giá nó phải về retest lại mức giá 32, lúc đó nó mới rủ cung được nhà đầu tư ra ngoài. Còn những cái mốc như thế này thì nó không phù hợp với cho anh chị tham gia đâu. Có lại thì anh chị nên chặt cái mức giá đó, thí dụ đang 364 quay về 35 thì mình chốt lại chẳng hạn. Nếu mà chúng ta không muốn mất hàng thì quay về 35 thì bảo toàn cái lợi nhuận của chúng ta đi, thì nó sẽ tốt hơn đối với một số cổ phiếu như là dòng chứng khoán và BS ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại chúng ta phân tích tiếp một dòng tăng nữa là dòng phân, cái đạm Phú Mỹ này. Nó vẫn tăng đúng không? Nhưng mà đạm Phú Mỹ này, đạm Cà Mau này, hôm nay vẫn có cái nhịp bứt thoát qua khỏi nền, thì đây là một trong số ít cái dòng mà có khả năng tăng giá. Nhưng mà hôm trước Nam đã khuyến nghị anh chị rồi,
khi mà những cổ phiếu dòng phân á, mà nó có yếu tố tăng giá thì anh chị nên chọn cái mã nào nó mới bứt thoát qua cái xu thế của nó, đó là con DDV này, nếu thích thì đánh con này thôi, còn đa phần những con khác nó đã qua chu kỳ, đánh vào nhịp sau nó rất rủi ro. Bản thân dòng phân ở trong này này nó đã chạy quá một chu kỳ từ 24 lên 37 rất cao, anh chị lưu ý nha. Vì thế là cái yếu tố mà về mặt là mua thì mình không nói, nhưng mà để giữ hàng hoặc là bán chốt lại bây giờ là gặp mình là mình trước ngay. Nếu mà để mua thì mình chỉ chọn những con như là DDV nó mới vào đầu chu kỳ thì may ra vẫn có thể kỳ vọng, hoặc là dòng tiền của nó ở đây lớn, chứ còn những cổ phiếu khác thì thôi. Anh chị lưu ý giúp Nam một số các vấn đề như thế. Tiếp theo chúng ta nhìn về dòng những cái dòng chính của thị trường xem về cái lực của nó hôm nay như thế nào và những cái cuộc chiết khấu của nó ở đâu. BIDV này, thế anh chị thấy cái nó lắp ráp không hồi được thì những cổ phiếu tiếp tục lủng ở mức giá 40 là một trong những cái hỗ trợ rất mạnh của cổ phiếu mà nó còn lủng qua, thì cái đà tiếp theo của nó sẽ về 38. Đây là vùng chiết khấu vừa phải của nó, còn chiết khấu lớn của nó là mức giá 36. Chiết khấu vừa phải là 38 thì chỉ kỳ vọng ở mức này nó chạm vào đây nó hồi lên thôi, chứ còn mà để mua thì mình không có mua đâu. Anh chị lưu ý nếu anh chị nào còn kẹp con này thì đừng kỳ vọng nhiều quá nhiều. ACB này, 32 là một hỗ trợ rất mạnh của cổ phiếu mà hôm nay nó cũng quay về luôn, chỉ với vài phiên thôi, từ 36 về 32 rơi khoảng cỡ 15-17%, 15% cái đã rơi, 12-13% chứ, những cổ phiếu mà rơi rất là nhanh từ 36 mới đây về 32 rồi. Thì nếu mà cái vùng này á, mà nó không đỡ được á, thì xác suất ngày mai nó sẽ có giá khoảng 30 cho anh chị nhà đầu tư ngay. 30, 31 sẽ là những cái vùng hỗ trợ tốt của cổ phiếu. Chiết khấu lớn của con này phải nằm ở mức giá 28, chính là cái chân của nó đi lên ở đây. Đây là vùng chiết khấu lớn và hy vọng không về đây. Hy vọng không về đây. Ở đây nó đã có một cứ điểm 32 rất mạnh, là thủng 32 sẽ về 30, 31 là những cái vùng chiết khấu vừa phải. Chiết khấu lớn của con này phải nằm ở giá 28 thôi. Lưu ý nha, lúc này nhà đầu tư bị kẹp trong giai đoạn này rất nhiều và người ta chưa chịu nhả ra bán. Thì thông thường với cái đà và quán tính như thế này mà người ta rủ thêm vài phiên ở chúng ta bán sạch. Nên là những cổ phiếu này bắt buộc phải chấp nhận là bây giờ thì nguyên tắc rồi mà cắt lỗ thì anh chị hãy xem cho mình một cái nguyên tắc cắt lỗ như thế nào cho nó phù hợp với cái tỷ trọng cũng như là cái giá mà chúng ta mua vào để chúng ta xử lý cho nó phù hợp. Còn những cổ phiếu này hãy tôn trọng kháng cự của nó. Khi nó đi lên kháng cự thì nguyên tắc đầu tiên canh bán ra. Lưu ý nha. HD Bank. Những con này quay về vùng chiết khấu vừa phải của nó là 32, chiết khấu lớn của nó là 30. Từ 36 mà về 30 đưa vào khoảng cỡ ngưỡng gần 20% là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp bật lùi tốt, nên là anh chị lưu ý những cổ phiếu như là HD Bank thì đầu tiên nó sẽ về giá 32, thì nó đang trên cái đường về thì kỳ vọng nó về để nó bật lên. Lưu ý đây là vùng chiết khấu vừa phải cổ phiếu, bây giờ chúng ta không nói về hỗ trợ nữa, bởi vì quan trọng là hôm nay cổ phiếu đã về hết hỗ trợ mà nó không bật lên thì chứng tỏ chúng ta chỉ cần chờ sẽ chiết khấu thôi. Biết làm sao được, những cái kỳ vọng của chúng ta nó không đạt thì buộc chúng ta phải chấp nhận nó, chúng ta không chống lại được cái vấn đề này. CTG, những con này có một cái vùng ở giá 32 là một cái hỗ trợ rất mạnh của nó, và chiết khấu của nó phải nằm ở vùng giá 30. Con này thủng 32 là nó sẽ về ngay giá 30 nha, anh chị lưu ý. Đây là một trong những cái cứ điểm phòng thủ của cổ phiếu. Thủng 32 nó sẽ về 30, kỳ vọng nó không thủng vào đây. Hôm nay nó xanh cả ngày cuối phiên đóng cửa tham chiếu cho thấy lực bán của lực mua của nó không đủ để kéo cổ phiếu này lên, và áp lực bán từ những nhà đầu tư bên ngoài người ta cũng rất nhiều. Lưu ý như thế, MBB mạnh như MBB dòng tiền như thế này mà hôm nay cũng lủng hẳn qua 30 và về 28 thì khả năng cổ phiếu này ngày mai nó sẽ tiến về giá 28 và 27.5. Thì ở đây cổ phiếu nó sẽ có một cái lực đỡ đủ tốt, và con này Nam đánh giá nó vẫn đỡ hơn là những cái con ngân hàng khác. Dòng tiền của nó vẫn có, nhưng mà cái yếu tố mặt là rủ phía sau nó không chống lại thị trường chung thì chúng ta phải chấp nhận cái vấn đề như vậy. Cổ phiếu này nó giảm về 28 thì Nam kỳ vọng nó sẽ có cái gì bật lên, còn cái chuyện kỳ vọng mà được hay không mình không có biết nha. Cái mức chiết khấu lớn của nó phải là vùng giá 27 và 26 ở đây này. Anh chị lưu ý đây là vùng chiết khấu lớn. Bây giờ anh chị chỉ có kỳ vọng vào vùng chiết khấu lớn là một số nhà đầu tư người ta mong bắt đáy thì người ta về để người ta bắt thì may ra cổ phiếu nó hồi được, chứ bản thân mà bây giờ hỗ trợ cổ phiếu gần như là người ta không mua, người ta không có mua. Bây giờ cổ hỗ trợ nào nó đục thủng ở đây nè, giá vốn của tổ chức ở đây nó đục thủng nữa thì anh chị chấp nhận chơi thôi. Lưu ý nhé, Techcombank này 49 là cái hỗ trợ rất mạnh của cổ phiếu mà nó đục qua đóng cửa 48.75 là tương đối xấu. Cái cứ điểm của nó tiếp theo sẽ là mức giá dưới 48, đừng cầu mong là đừng thủng vùng giá này. Đây là cái vùng chiết khấu đủ tốt của cổ phiếu này, từ bao nhiêu là 54 này về 48 đã rơi khoảng 6 giá thì khoảng cỡ 12% thì đang nghĩ nó sẽ phù hợp đối với cái đà về vùng chiết khấu của cổ phiếu Techcombank. Mới 3 ngày thôi cổ phiếu là từ 53 về 48 rất là nhanh, đúng không ạ? Bắt sai nhịp hàng về lỗ quá trời, chấp nhận cuộc chơi thôi chứ giờ biết làm sao được. Vietcom thì ở đây nó có một cái vùng, mà con này thí dụ như nó thủng qua cái vùng 96 là đi sẽ rất là xa nha, kỳ vọng là không thủng vì con này không có tính được chiết khấu được, bởi vì tổ chức người ta muốn đạp con này hay không là rất tùy thuộc vào ý chí của tổ chức. Cái giá mà cổ phiếu này sẽ về
Nếu đạp thủng ở 96 thì đường về 86 sẽ rất nhanh. Anh chị lưu ý các vấn đề như thế. VB nay quay đầu giảm này. Ở đây là hỗ trợ thì em nghĩ là nó sẽ thủng qua thôi. Cái kỳ vọng tiếp theo của nó chỉ là về giá 57. Ấy, đó là một trong những cái đà rơi của cổ phiếu nó đang hình thành và đang trong một cái chiều đi xuống. Thì chúng ta sẽ chờ xem cổ phiếu này về ở đây bật lên không. Nếu nó bật lên thì nó sẽ là một trong những cái điều kiện để thị trường có những cái nhu cầu phục vụ tốt, nhưng mà kỳ vọng là nó sẽ bật được. Nhưng mà bật lên được thôi, chứ còn mà để mà mua thì mình không có mua đâu. Bật lên được để xử lý cho những nhà đầu tư bắt đáy, người ta lao vào chiết khấu đủ rẻ từ 66 về 56 thì nó có 10 giá thì nó sẽ có những cái điểm tăng một tốt. Anh chị lưu ý nha. STB này hôm nay lộn qua 28 nó đóng cửa 27 như thế này là xấu nha nhà đầu tư. Anh chị lưu ý cái khả năng tiếp theo của nó sẽ về là kiểm tra là 26 và chiết khấu lớn của nó phải là 24. Đây là một trong những cái đà cổ phiếu là nó gãy qua, một trong những cái hỗ trợ mạnh nhất của nó là mức giá 28 mà nó không gãy qua được. Đây là một trong những cứ điểm mạnh nhất của nó gãy qua. Cụ chơi mà thị trường tài chính mà nó khó đúng không, rất khó. Đấy, cái vùng này này ngày mai nó sẽ về test lại mức giá khoảng 26 và khả năng chiết khấu lớn nhất của nó là 24. Khả năng chiết khấu lớn nhất của 24. Nếu mà cổ phiếu này về 24 đồng nghĩa thị trường chúng ta sẽ thủng qua 1.250. Anh chị lưu ý như thế. SHB này, cổ phiếu này em nghĩ là hôm nay nó đã giảm ít nhất trong dòng ngân hàng 3,5% là ít so với những mã cổ phiếu khác, và nó vẫn có yếu tố đỡ giá từ nhà đầu tư tổ chức để người ta giữ chuyển sàn cổ phiếu này. Liên Việt ha, gãy rồi, bỏ. Hôm nay bên em mà cắt lỗ con này, mình mua 25.5, hàng về không bán nó, chờ hồi này. Mình cũng chờ hồi như anh chị nhà đầu tư, nhưng hôm nay cắt lỗ rồi. Chấp nhận cuộc chơi mà, mình vào thì mình phải chấp nhận cái lỗ, cái vấn đề phía sau. Cái này thì mình phải chấp nhận đó. Ai cũng vậy thôi, ai cũng phải cắt lỗ. Thị trường này không ai khác được cả. Anh chị lưu ý, nó cắn lại một cái phần lợi nhuận của mình trong quá trình phía trước mình kiếm được và mình chấp nhận nó. Đối với mình thì mình giải ngân lần một ở đây không thành công là mình bán luôn, chứ mình không có nhu cầu là mua trung bình giá. Đó là một trong những cái quan điểm của mình. DBBank này, retest giá 36 không thành công, anh chị thấy nó thủng sâu không? Mua trong những cái lúc này là cực kỳ rủi ro. Tức là chúng ta mua ngay kháng cự, bùng nổ ngay kháng cự mà mua này, có dòng tiền này, không có dòng tiền thứ hai mà mua sớm là rất rủi ro. Anh chị lưu ý, nó phải bùng nổ nhịp số 2 mới thành công. Vì thế những cổ phiếu là phòng tuyến tiếp theo của nó, mức giá 32 đối với TPBank. MSB này hôm nay gãy rất là nặng, thì khả năng con này ngày mai sẽ về 26 thì nó sẽ có nhịp bật thôi. Hôm nay nó về một hỗ trợ lớn là mức giá 28 rồi. Tại vì bây giờ tăng mình không bán, bây giờ giảm xuống mà kêu mình cắt lỗ là cực khó. Đó là những cổ phiếu nó hôm nay bị gãy như thế là khá nặng nha. Giảm 5%. Đó là những cổ phiếu nó ngày mai khả năng nó về mức giá đáy của nó là 26 và kỳ vọng là thị trường có nhịp bật phù hợp. Nó cũng sẽ tương đương với thị trường là 1.275 nữa. Anh chị lưu ý. OCB này, tích lũy nè, không thành công là gãy nè, tiếp tục gãy thì khả năng cổ phiếu nó sẽ về mức giá khoảng 21.5 và 22 ở đây. Đây là một trong những cái phiên cổ phiếu từ 25 mà về 22 là chiết khấu nó sẽ được tốt. Anh chị lưu ý nhé. ABB này, đấy, mua ngay kháng cự, cứ thế tích lũy đẹp mua. Nhưng mà anh chị lưu ý là cái việc mà nó lên kháng cự, cái việc đầu tiên phải bán rồi. Thế nào nổ lại tích lũy thành công mới mua, còn nó không thành công là đây là đỉnh. Đó là những cổ phiếu là cái vùng tiếp theo của nó sẽ về đúng cái nền phía trước của nó là tích lũy. Mức giá bao nhiêu ạ? Mức giá 19. Anh chị lưu ý là ABB nha. Tiếp theo là gì? BVB về 18 nha. Trước mắt sẽ về 18, ở đây cổ phiếu nó sẽ có lực đỡ đủ tốt vì nó rơi từ 22 mà về 18 bay 4 giá, cũng khoảng cỡ gần 20%. Gần 20% là cổ phiếu sẽ có đủ cái yếu tố về mặt chiết khấu thì cổ phiếu nó sẽ có đủ sự hồi phục. Kỳ vọng đó là sự kỳ vọng của Nam và thị trường vào ngày mai. Tiếp theo chúng ta nhìn vào dòng dầu khí này. BVD lũng qua 18, con này lũng 17 là nó sẽ về giá 16. Nó sẽ kiểm tra lại cái đáy trước của nó, ở đây là một cái đáy lớn. Đây là cái vùng giá mà cổ phiếu rơi rất sâu cho nó bật lại. Và đây hay còn nói là giá vốn tổ chức người ta bắt ở đây. Thì cổ phiếu này ngày mai khả năng rất cao nó sẽ về quanh khoảng 16-16.5. BVS này, hôm nay bên mình cắt lỗ, mua không thành công về cắt thôi. Có những cổ phiếu đằng này mình mua lãi thì một giá, lỗ 2-3 giá, thì mình phải chấp nhận cuộc chơi mà. Ai cũng như vậy thôi, ai cũng lỗ cả, đâu có riêng gì ai. Hôm nay bên mình cắt lỗ con này quanh 24 cắt, bị bán mạnh nè, lũng hỗ trợ khối lượng lớn, thôi ra chờ cơ hội khác, còn nó hồi lên cứ kệ nó, mình chờ một cơ hội sau. Coi như lúc này mình ném đá dò đường không thành công. Cái này mình chia sẻ rõ ràng trên Facebook, trên YouTube mà mình chứ không có yếu tố về mặt là che giấu cái vấn đề gì cả. Lỗ là cắt thôi, lúc này ném đá dò đường thì trọng thấp mà không thành công là mình bán,
À, coi như là cái phần mà mình ném đá nó không thành công. Anh chị lưu ý nha, Belief nha, gãy rồi, nhưng cổ phiếu này nó có một cái điểm tốt của nó là giá 48, kỳ vọng nó đừng gãy cái mức này. Nếu nó gãy mức này nó sẽ về 44 rất nhanh, anh chị lưu ý, đó là con Belief. Ga này, cái vùng chiết khấu tốt của nó phải là đây, đây khoảng mức giá khoảng 80 là cái vùng chiết khấu tốt, tức là nó rơi từ giá 96 về 80 khoảng 16 giá thì là cái mới là vùng chiết khấu tốt của con ga. Vì những phiên này nó bị bán rất mạnh, khi mà thị trường bị bán như thế này chúng ta càng cầm chúng ta càng thấy mệt, bán ra đi, coi như chấp nhận cuộc chơi thì chúng ta lỗ đi, rồi chúng ta làm sao ạ? Chúng ta rút rút kinh nghiệm, mai mốt chúng ta đánh lại sao cho nó phù hợp, cho anh chị phải có vốn, anh chị phải có tiền, thì trong giai đoạn phía sau chúng ta mới có thể tìm kiếm được những cái điểm tốt để chúng ta tham gia. Còn đến bây giờ ví dụ như chúng ta cứ kẹp á, là mai mốt chúng ta thấy cơ hội nhưng chúng ta đâu có tiền. Và cái quan trọng nhất đối với thị trường là chúng ta phải nắm bắt cơ hội, mà cơ hội có thì lúc đó chúng ta phải chuẩn bị đủ cái lực là chúng ta phải có tiền thì chúng ta tham gia vào cái nhịp sau thì nó mới ok. Lưu ý ha, BVT này, nhìn có vẻ ngon này, dòng tiền vào mạnh này, đánh bum 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 thì dừng chung gãy con này đi bụi hết. À, thì những cổ phiếu là khả năng nó về dưới giá 20 là đầm khoảng 19 là nó sẽ có lực bật hơn. Hai phiên này là giảm hơi rác của BVT rồi nha. Lưu ý BSR này, nói chung là đường nào cũng về 16, bởi vì con này lên trên này Nam biết tổ chức người ta bán đó mà, người ta bán 20 21 nhiều lắm, thoái được hơn chục triệu 20 triệu cổ phiếu trên này. Và cái yếu tố mặt ở đây nè, anh chị nhìn cái đây cứ tưởng là một phiên rút chân, là một phiên cướp hàng, như bản chất những phiên này là phiên tổ chức nó bán, nó bán trong phiên cả ngày, cuối phiên nó kéo lên khoảng 1 2 triệu cổ phiếu, ví dụ nó bán phiên này 4 mấy triệu đúng không, cả ngày khớp lệnh phía dưới, cuối phiên nó mua 1 2 triệu lên giá 19, nhìn có vẻ đẹp, nhưng bản chất đó là một trong những cái nhịp mà tổ chức người ta tạo ra cái lòng tin chúng ta, bản chất những cái phiên này nó bán rất là mạnh. Vì thế đối với những cái nhịp mà giá giảm khối lượng lớn lúc này phải chạy, anh chị lưu ý như thế, thì những cái dịp này cổ phiếu rơi rất là nhanh này, từ 20 21 này về trong ngày 16 là năm giá khoảng rất là nhiều đó, không biết đâu. Vì thế cổ phiếu này đường nào nó cũng về giá 16 và về nó kiểm tra cái lượng cung và rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư trong giai đoạn này ra ngoài thì mai mốt trong giai đoạn sau nó ok. Anh chị lưu ý đó là dòng dầu khí nha. Tiếp theo chúng ta nhìn về trụ BVH này. Đây là giảm về 52, giảm về hỗ trợ tốt thì cái đường tiếp theo của nó sẽ về 50, để nó bật lên lại khó lắm. Ai mà dám mua những cái nhịp như thế này, đa phần người ta chỉ canh bán. FPT thủng qua 90 thì nó sẽ về giá 84. Thế giới di động, nhìn chung những cổ phiếu này hiện tại đối với các dạng mặt dịch bệnh như thế này nó đang bị ảnh hưởng rất nặng. Anh chị lưu ý, mai mốt sức mua của thị trường nó sẽ yếu rất là nhiều, bởi vì người ta đang không có tiền, không có tiền, không có sắm được đồ thiết bị công nghệ như ngày xưa đó. Ngày xưa làm ăn được, người ta sắm được, chứ giờ người ta toàn thủ tiền là ăn những con những dạng như MWG này, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Ngoài Bách Hóa Xanh ra thì mảng chính của nó, những cái mảng kia không ok đâu anh chị nhà đầu tư. Nó lại bị gãy phiên này rồi. Tiếp theo nó về giá này mà nó không trụ được thì đường của nó về sẽ là 150, nó sẽ là áp lực rất lớn cho thị trường. Bởi vì những con này giảm mạnh là nó kéo cái chỉ số của người ta đi sâu. BNG này, ấy một dạng tích lũy quá lâu không thành công này, thủng giá 90 rồi, đường về giá 84 thôi. Về đúng cái chân mà nó tích lũy trong giai đoạn vừa rồi bật lên thì nó sẽ về kiểm tra lại đây. Anh chị lưu ý. Vinhome nè, biết làm sao được, giờ kẹp là họ chấp nhận thôi. Nhưng cổ phiếu nó là bất ngờ, ra tin là rớt 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 rớt, hôm nay bị bán tương đối mạnh. Thì kỳ vọng tiếp theo của nó sẽ là giá 105 nha. Về tới đây kỳ vọng nó sẽ có lực bật và độ bắt đáy đủ tốt. VIX, đối với những dạng cổ phiếu như thế này á, nó đè xuống như thế này thì đường của nó sẽ tiếp tục về mức giá khoảng 93. Lưu ý nha, Masan cổ phiếu tích lũy không thành công gãy xuống thì khả năng của nó 125 tới 120. 125 là cứ điểm nhỏ, 120 là một trong những cái hỗ trợ cũng như là một trong những cái chiết khấu rất lớn. Từ 140 và 120 khoảng 20 giá thì khoảng 17-18% thì cổ phiếu nó sẽ có lực bật. Lưu ý nha, tới này thì nó mới mạnh, còn tới đây chưa ok đâu. Anh chị lưu ý 125 chưa phải là vấn đề của MWG, của con Masan, và khoảng 120 thì may ra nó mới có những nhịp tăng đủ tốt trong ngắn hạn. Anh chị lưu ý đó là dòng bán lẻ. Vinamilk đẹp như Vinamilk rớt tích lũy đáy, nhưng nó phải kiểm tra lại đáy hết thì xác suất của nó sẽ về giá khoảng 84. Anh chị lưu ý đó là một số cái cổ phiếu dòng trụ chung là đường của nó sẽ về đó thì nó sẽ có những cái lực chiết khấu tốt để nó bật lên, nhưng mà cơ hội để cho chúng ta tham gia là thấp. Theo ta nhìn vào dòng thép ha, một hỗ trợ mà mình đánh giá là một trong những hỗ trợ rất mạnh của HBG mà nó cũng gãy quá. Nó có dòng tiền đi lên từ giá 48 rất mạnh nè,
bước tiếp tục nè, hôm nay hàng về bên mình cắt lỗ, hôm qua lỗ giá, hôm nay phải bán lỗ hai giá, bán luôn. Mình ném đá dò đường không thành công, mình tính dòng dùng tiền mua nhịp số 2 mà nhịp số 1 mua không thành công là cắt lỗ. Cái chuyện đó rất bình thường, hôm nay cổ phiếu nó giảm, không có một nhịp hồi nào cả. Mới sáng là nó giảm từ đầu phiên tới cuối phiên. Thì cổ phiếu nó sẽ kiểm tra lại cái mức giá đáy 44 của nó, hay còn nó là cái vùng giá volume lớn ở đây nè. Tổ chức người ta mua vào những phiên này rất nhiều, thì nó sẽ kiểm tra lại cái đường của nó về giá 44. Anh chị lưu ý đó là Hòa Phát nha. Hoa Sen tích lũy lại không thành công, rủ thì những cổ phiếu nó sẽ về giá 36 trước. Tiếp theo nó sẽ lấp lại nguyên cái gap này của nó là mức giá 34. Anh chị lưu ý hôm nay nó rơi với khối lượng không lớn, cho thấy là tổ chức người ta không có bán mạnh. Hôm nay tổ chức người ta không bán mạnh, nhưng mà áp lực thì thị trường chung là tổ chức người ta không kéo giá được đâu. Anh chị lưu ý đó là dòng thép nha. Nam Kim nay có một cái nhịp tăng đầu phiên, sau đó là quay đầu giảm lại. Thì những cổ phiếu năm này nó sẽ đỡ được quanh giá 32, nhìn chung nó đang tương đối mạnh so với những cổ phiếu dòng thép. Lưu ý đó là một số cổ phiếu dòng thép nha. Tiếp theo chúng ta nhìn vào bất động sản, ta có đất xanh tích lũy không thành công gãy đó, thì những cổ phiếu đường về của nó sẽ là mức giá 20. Kiểm tra lại ở đây, nó là rơi từ 24 và 20, tích lũy không thành công giá 24 mà mua trước ở đây chỉ là chết thôi. Đối với những mã cổ phiếu như thế này thì một yếu tố quan trọng nhất là anh chị phải đợi nó vượt hạn giá 24 mua. Còn khi nào mà chúng ta mua ở đây, chúng ta là đu đỉnh, chúng ta là mua ngay cái vùng gọi là kháng cự. Nó đang hoàn thành một cái mẫu hình vai đầu vai ngược, mà đối với những cái điểm vai đầu vai ngược như thế này, nó phải có một cái điểm gọi là điểm pivot vượt giá 24 khối lượng lớn. Nó đã có dòng tiền vào rồi nhưng mà thị trường không thành công, mà nó tích lũy không được, mà chúng ta mua sớm ở đây chúng ta sẽ đu đỉnh. Nên là anh chị lưu ý một số mã như DSG mà mình quan sát không thành công mình cứ bỏ. Còn phiên này nó là gãy một cái xu thế hồi phục của nó thì nó sẽ kiểm tra lại cái mức đáy của nó là mức giá 20. Anh chị lưu ý. Nam Long này rớt về giá 40 là hôm nay có ai đỡ nó không thôi, rất sâu. Hôm nay rớt về giá 40 là có ai đỡ, không để cho rơi quá sâu. KDH tích lũy này gãy rớt đường về 36 nha. Chiết khấu ở đây mới đủ lớn cho cổ phiếu. Hà Đô, anh chị đang mua trong những cái chu kỳ cuối của cổ phiếu, ăn khúc này không được bao nhiêu, mất rất nhiều, giảm hai cây sàn và là một trong những mã tiên phong về mặt giảm sàn. Đúng là hôm nay giảm 6,9%, khối lượng cực lớn, người ta ra hết rồi. Mà thông thường những cổ phiếu như thế này ngày mai nó nhúng thêm cái nữa thì thông thường nó sẽ có nhịp bật. Nó bật để làm gì đó, nó tạo ra một cái vai bên phải của nó ở đây này. Nó bật đâu đó khoảng giá 54. Anh chị lưu ý ngày mai thí dụ nó nhúng lên về giá khoảng 50 là nó sẽ có lực bật để nó tạo ra một cái vai bên phải bên này, để nó hoàn thành được mẫu hình là vai đầu vai thuận. Và đây là cái vai bên phải, và anh chị lưu ý cái điểm pivot của nó chính là mức giá 50. Anh chị lưu ý nha, ngày mai khả năng nó chạm về 50 thì nó sẽ bật thôi. Vì thế anh chị đừng ráng bán tháo những cái nhịp như thế này nữa, đợi nó bật lên hình thành ra cái vai bên phải, chúng ta bán ở trong nhịp này. Vai này, đầu này sẽ hình thành một cái vai bên phải, và chúng ta sẽ canh bán ở những cái nhịp này thì nó sẽ ok hơn. Anh chị lưu ý đó là Hà Đô cũng như là dòng bất động sản nha. Tiếp theo chúng ta nhìn về dịch may TNG, những con này hôm nay hồi lên là bên mình bán 28.3, 28.5 phải chạy thôi và giữ tiền. Cái là những con này mình mua ăn được khoảng 1-2 giá gì đó, còn những cái mã khác mình mua lỗ tại rất nhiều, đó là bù qua sớt lại cũng không được bao nhiêu cả, nói chung là âm vào cái phần lãi trong giai đoạn vừa rồi. VGT, những con này không thành công thì cứ ráng chờ nó khoảng mức giá 20, canh nhã con này đây. Anh chị lưu ý nha, nó bứt thoát này, mà lúc này cổ phiếu gặp thị trường chung nói chung là hơi đen, đâm ra là khả năng đi ngược của nó rất là ít, có nhưng mà nó rất là ít, thì mình phải chấp nhận vấn đề đó. FMC này, những con này quay đầu thì kiểm tra lại cái hỗ trợ mạnh của nó ở đây, hy vọng nó sẽ có nhịp bật. Đây là quá trình chạy nước rút của nó, thì đây là quá trình retest. ANV này không vượt được mức giá 34 để tiến lên một cái vùng mới, thì nó sẽ kiểm tra lại cái phần hỗ trợ của nó phía dưới là giá 28. Anh chị lưu ý đó là một số cổ phiếu như ANV hoặc là một số cổ phiếu dòng mà thủy sản ở thời điểm hiện tại, nhìn chung là cái khả năng đi ngược của nó là khá khó. Con nào khỏe khỏe, con nào yếu nó vẫn yếu, nên là trong những cái lúc như thế này tìm kiếm một số cái mã đi ngược cũng như là cố gắng mình xoay tiền, lúc này dạng dạng như là anh chị giống như là đang bị lỗ, là thấy con nào mạnh cái đổ tiền vào mua để cho nó tăng, kiểu như có ham gỡ, và lúc này chúng ta ăn thua với thị trường này, lúc này thì lúc này nó sẽ mất nhiều nhất. Anh chị lưu ý một số cái điểm của cổ phiếu cũng như là thị trường như thế. Một số cái cổ phiếu mà anh chị họ Nam, ví dụ như một số mạng như BC1 nè, những con này ví dụ nó canh hồi được là anh chị canh bán nha. Nó đã quay về test ở đây mà nó đã vượt đỉnh cái yếu tố hoặc tích lũy rất lâu mà quay về test như thế này thì khả năng nó sẽ có nhịp hồi, thì canh nhịp hồi để bán. Nó vượt đỉnh tốt nhưng mà nó không đi ngược lại với thị trường chung là bao nhiêu cả, rất ít khả năng có thể đi ngược. Còn một số mạng như là BAN, những con này bước lên giá 32 này, sau đó gặp thị trường chung yếu, nó quay lại vì test ở dưới đó là quá sâu, nên những cổ phiếu này nó hồi lên được khoảng giá 30 là anh chị được canh bán. Đó là những cổ phiếu như là BAN nha.
kỳ vọng nó sẽ có nhịp hồi. Dòng tiền vào đây rất tốt nè. Anh chị thấy dòng tiền vào đánh rất mạnh không? Nhưng mà các quá trình mà cổ phiếu không sao ạ? À? Các quá trình mà cổ phiếu gặp nhiều áp lực về mặt thị trường chung thì khả năng đi ngược của nó cũng rất thấp, bởi vì nhà đầu tư khác người ta sẽ thấy thị trường chung nó rủi ro và ý chí tổ chức nó cũng bị kém đi, lúc đó người ta sẽ thả trận. Anh chị lưu ý một số cái điểm của cổ phiếu là như thế. Một số anh chị nhà đầu tư coi YouTube, anh chị hỏi nó là AGG, những con này anh chị thấy trong một quá trình tăng giá là tăng quá nhiều rồi mình đu trong giai đoạn này làm gì? Bởi vì những con này là những cái con bo cung nên không có phân tích được đâu anh chị nhà đầu tư, không phân tích được. Một số anh chị hỏi này mà con TLG đi, những con này là hàng bo cung như thế này, nó chạy mạnh như thế này mình đua vào làm gì nữa? Xác suất con này về mức giá 38 là rất cao, nó mới bật nha. Thế nào về 38 mà may ra nó mới có những cái nhịp bật độ tốt. Lưu ý ha, dòng cao su GVR này anh chị thấy không, rất rủi ro khi một cái phiên rơi như thế này chúng ta lại mua thêm này. Rớt xuống cái nữa là chúng ta âm hai lần, chúng ta mua cho này một lần này, đã lỗ rồi, xuống đây mua thêm lần nữa lỗ hai lần. Anh chị lưu ý là một số cái điểm của cổ phiếu mà chúng ta tham gia và canh và mình đánh được những cái nhịp được mất của thị trường, mà chúng ta cân đo đong đếm ở cái nhịp đó để chúng ta đi vốn sao cho nó phù hợp, cũng như là chúng ta có những cái hệ thống giao dịch sao cho nó tốt. Chứ còn những cái nhịp như thế này nè, đừng ráng bắt đáy, đừng ráng mua trung bình làm gì cả. Mua trung bình lúc này nó rất rủi ro, chúng ta làm sao biết thị trường có khả năng hồi phục là tăng giá ngược trở lại. Một nguyên tắc mà chúng ta giao dịch an toàn, chúng ta chỉ biết là nó phải tích lũy, đa phần cái sự tích lũy của cổ phiếu hoặc là tích lũy của thị trường thì may ra nó mới có nhịp tăng, chúng ta mới là tìm kiếm lợi nhuận đó. Còn không ai nói bắt giao rơi ở đây gọi là chúng ta có thể ăn được cả. Hôm xưa với anh chị mới là thấy là bắt giao rơi lúc nào nó cũng gọi là hai đầu, đúng không? Một đầu nó sẽ ăn, một đầu ngược lại anh chị sẽ bị đâm vào tay và chảy máu, nên là người ta gọi là bắt giao rơi là như thế. Nên thông thường đối với một cái nhịp giảm của cổ phiếu thì anh chị phải dừng lại và quan sát, đừng ráng bắt trung bình làm gì, và chúng ta nên chờ cổ phiếu nó hồi phục lên chúng ta bán ra, và chúng ta chờ cái nhịp cân bằng của nó, sau đó nó có dòng tiền, nó có tích lũy, chúng ta tham gia trong giai đoạn sau thì nó sẽ tốt hơn là cái việc chúng ta ráng ăn thua thị trường trong giai đoạn này. Anh chị lưu ý giúp nào cho cái vấn đề như thế nha. Ok, thì ở đây thì bản chất thị trường thì nó cũng đã xấu rồi, chúng ta phải chấp nhận sự thật là chúng ta đang lỗ, chúng ta đang mất, nhưng mà anh chị lưu ý chúng ta còn cả một tương lai phía trước, và đừng nghĩ là ở đây là mọi thứ sẽ kết thúc và chúng ta cần phải chờ đợi một cơ hội lớn. Như hôm qua Nam đã chia sẻ với anh chị nhà đầu tư, thị trường rũ bỏ thì nó mới xuất hiện những cái siêu chu kỳ phía sau, và rũ bỏ càng mạnh thì chu kỳ phía sau càng lớn. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị được tiền. Có thể bây giờ chúng ta lỗ, chúng ta cứ gạt tạm gác nó qua một bên và chúng ta sẽ chờ đợi và sẽ cân bằng và tích lũy trở lại của thị trường trong một giai đoạn phía sau với những vùng chiết khấu đủ tốt và đủ lớn để chúng ta có lượng tiền lớn để chúng ta tham gia phía sau, và chúng ta sẽ gỡ rất là nhanh. Hãy nhớ lại bài học cắt lỗ, hãy nhớ lại một số các yếu tố về mặt là tỷ lệ bị lỗ. Lỗ 50% thì là hồi cổ phiếu và hồi 100% nó mới về bờ được. Anh chị lưu ý như thế nha. Nhớ những cái đó, hôm qua Nam đã hướng dẫn anh chị nhà đầu tư rồi. Vì thế cứ điểm ngày mai anh chị cần phải quan sát là 1275, tức là thị trường chúng ta sẽ điều chỉnh khoảng thêm 23 điểm. Rơi thêm 23 điểm nữa thì thị trường nó sẽ có những cái nhịp hồi phục tốt. Kỳ vọng là nó sẽ đỡ được giá ở đây. Anh chị lưu ý ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, cũng như là nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ Nam nhé. Ok, hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự hồi phục của thị trường vào ngày mai, và kỳ vọng thị trường là bộ đội sẽ về làng để cứu cho chúng ta đỡ bất cứ phần lỗ đi. Anh chị lưu ý ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều.